Xin chào đại gia đình. Đây là đang sắp hàng một chút xíu nữa là bắt đầu kiểm số hàng lại bao nhiêu, chi tiết cho thật kỹ. Không biết mình đây cái máy gì các bạn có xem được không? Có bị nghịch chiều không? Đâu để mình xem lại coi. À, ok được rồi các bạn ơi ha. Bây giờ anh em đang chuẩn bị ha các bạn nha. Chiều nay 5 giờ bắt đầu xe sẽ xuất phát. Đây. Chiều nay 5 giờ xe sẽ xuất phát rồi nha các bạn nha. Anh em đang tích cực. Đây là đôi quá cũng nói thẳng với các bạn là như vậy. Số mì của nhà hỗ trợ mỗi người 5 khùng, 10 khùng, 5, 70 khùng đến tới có một công ty hỗ trợ tôi quá tới 500 khùng do kết nối nhiều anh em nha các bạn nha. Bồ Ngọc Ẵn nói hẳn là nhiều xưng đồ những em gái của Đồng Nai ha các bạn nha. Cho nên là số thành phố nữa, số một số bạn ở thành phố, một số anh chị ở thành phố cũng có gửi về. Cho nên là đây cái lịch trình mà của anh em Vương Quá sẽ đưa cho các bạn coi cái lịch trình mà để anh em trong nhóm đi ha. Cho nên thông báo cả nhà, tại vì ở đây là cái số lượng mà để hỗ trợ là hỗ trợ đa số là đa số là mì gói nha các bạn nha. Gạo thì Vương Quá thì nó khoảng mấy trăm ký à, cho nên số gạo thì bây giờ tụi này sẽ lên tới 6 tấn mấy, gần 7 tấn. Thì số gạo đó thì nhà hảo tâm hỗ trợ tiền thì Ươi Quá sẽ lấy số tiền đó, Ươi Quá sẽ đi mua gạo nha các bạn nha. Tại vì những anh chị em đã hỗ trợ Ươi Quá là hỗ trợ số mì, đường, bột ngọt, sữa thì Ươi Quá sẽ kê khai hết ở đây. Và điểm thứ nhất đây nha các bạn nha, điểm thứ nhất thì Ươi Quá sẽ đi về Quảng Nam. Đây các bạn nha, các bạn coi kỹ được không? Điểm thứ nhất là Ươi Quá sẽ đi về Quảng Nam ha. Đây là huyện này là huyện đồi núi nha các bạn nha. Huyện đồi núi mà ở ngoài thì chuyên môn mà trồng những cái cây để cây sa cừ đồ để bán mà gió khoảng 6 tiếng đồng hồ những cây đó gãy, nóc nhà sập nhà, một số sập nhà, một số thì giả dở nóc nhà, cho nên Ươi Quá cũng đã nhờ người đó. Rồi điểm thứ hai ở Huế nha các bạn nha. Điểm thứ hai ở Huế, cho nên là anh em đã cũng chốt sơ. Cho nên là điểm thứ nhất là phát chủ nhật. Đây các bạn ha, chủ nhật chiều, chủ nhật 5 giờ là tại Quảng Nam nha. Rồi bắt đầu là đoàn mới nghỉ ở Quảng Nam, xong nửa đêm rồi sẽ di chuyển ra Huế ha. Di chuyển ra Huế thì nó khoảng 200 mấy chục cây. Đó, 200 mấy chục cây nha các bạn nha. Di chuyển qua Huế, đây những cái số điện thoại mà Ươi Quá cũng đã chút xíu em ha, Ươi Quá cũng đã liên lạc ở đây, cho nên là cũng có số đây các bạn xem nha. Số điện thoại này là Ươi Quá đã liên lạc ở địa phương đó rồi. Điểm thứ hai ở Huế thì đây số điện thoại đây nha các bạn nha. Rồi bắt đầu là điểm thứ ba Quảng Trị nha các bạn nha. Quảng thứ ba là Quảng Trị là 8 giờ sáng rồi. Anh em ở Quảng Trị thì Quảng Trị ra Quảng Bình nó khoảng 100 mấy chục cây. Thì anh em di chuyển ra tới Quảng Bình thì thời gian là nó khoảng 5 giờ chiều ha. Đúng là dự kiến là sẽ sớm hơn, mà trong thời gian thì tôi quá phải tùy hao một chút xíu. Thì khoảng tới 5 giờ chiều là sẽ ra tới Quảng Bình nha các bạn nha. Đó, rồi những cái số mà tôi quá nhắc lại thêm một lần nữa là những số mà số tiền mà các bạn đã hỗ trợ cho nhóm, nói hẳn là cho bao nhiêu nhóm thì số tiền đó Ươi Quá sẽ lấy ra, sẽ công khai các bạn sau, và có nghĩa là Ươi Quá sẽ lấy số tiền đó để mua gạo nha các bạn nha. Đầu tiên thì tính là sẽ tao trượt sau tiền, mà nếu mà giờ tao tiền thì gạo nó ấy quá, cho nên là phải tao phải mua gạo, cho nên Ươi Quá cũng công khai với cả nhà là như vậy. Rồi đây là những rồi phần quần áo này thì Ươi Quá sẽ đi đợt sau.
đó. Nếu mà đợt sau thì Hương Quá phải đi ra ngoài trước giám sát trước những cái khu nào mà cần quần áo này thì Hương Quá sẽ cho xe chở ra sau nha các bạn nha. Đó, quần áo này đã cũng lựa lại hết một số rồi đó, quần áo thì sẽ chở ra sau, tại vì bây giờ mà chở ra thì các bạn biết rồi, tiền xe ra tới quải thì nó phải mười mấy triệu, mà trong khi mười mấy triệu ra quải chở ra quải mà một số đồ đạc người ta không nhận thì mình cũng không ấy được, cho nên là phải liên lạc ra quải trực tiếp, liên lạc ai cần những khu nào, cần những khu nào nào thì mình sẽ lên danh sách, sau này mình sẽ cho xe chở ra quải sau nha các bạn nha. Những khu nào đang cần quần áo này thì nếu mà các bạn biết những khu nào cứ cần quần áo này, Hương Quá sẽ cho xe vận chuyển đi ra ha các bạn nha. Quần áo thì nhiều lắm, cả ở dây cả ngay chỗ bồn Ngọc Ẵng thì số lượng lên rất khủng. Quần áo xe chắc khoảng 10 tấn á, có quần áo, cho nên là Hương Quá cũng không công khai một chút xíu vậy nha. Rồi tạm biệt các bạn nha.